Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cuối Cùng Giờ Bếp nha. Hôm nay Nguyên cũng sẽ giới thiệu với cả nhà một món bánh rất là thơm ngon nổi tiếng ở châu Âu. Đó là món bánh bứt ngàn lớp các bạn. Đó, với vỏ lớp xốp giòn nè, đó, cùng bên trong nhân là lấy trứng muối nha các bạn nha. Ăn rất ngon và thơm luôn, nó sự hòa quyện giữa hai nền ẩm thực Âu và Á bạn. Đó, rất là hay các bạn nha. Rồi xin mời mọi người cùng về bếp với mình nha. Thì nguyên liệu của ta sẽ có là 500 g bột mì các bạn nha, bột số 11, 13 các bạn. Rồi bột sữa chúng ta sẽ có 30 g nha các bạn nha. Và đường là sẽ là 50 g đường cùng với nước là khoảng 220 ml nước các bạn nha, nước lạnh đó các bạn ơi. Và sữa tươi là 35 ml sữa tươi nha các bạn, cùng 7 g, 8 g men à, phụ gia hay mình chết nha các bạn nha, khoảng 2-3 g phụ gia thôi. Và muối sẽ cho một xíu muối các bạn nha, khoảng 2-3 g muối. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có bơ các bạn nha, mình sẽ dùng là 250 g bơ các bạn nha. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn bột trước các bạn nha, mình sẽ cho các nguyên liệu bột vào trong khay đánh. Thì nếu bạn nào có máy thì trộn cho lẹ, còn nếu không thì trộn bay sẽ hơi cực tí xíu các bạn nha. Rồi mình cho bột, cho sữa, cho men cùng với phụ gia, đường, sữa bột, muối vào các bạn nha. Đó. Thì cái cách làm cái này là bánh trứng muối thì nó sẽ dùng men để nó phồng bánh lên các bạn. Đó. Nếu bạn nào làm bánh balsamic thì không cần men các bạn nha. Balsamic thì sẽ dùng bơ. Đó. Nó khác nguyên liệu chút xíu, hoặc còn cán thì ngàn lớp thì giống tựa nhau. Lát mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cán nha, thì có thể sẽ không có được đẹp lắm nhưng mà từ từ các bạn cán như gần sẽ được nha. Rồi cho nguyên liệu trên mình đánh đánh hay là hỗn hợp bột, khi nào mà nó dẻo lại, nó đặc lại các bạn, mình sợ mà thấy không dính tay là ok rồi nha. Ok, thì cái phần bột đã được đánh xong rồi các bạn. Đó, mình sờ vào thấy đã không dính tay là ok các bạn nha. Bây giờ mình lấy ra rồi mình rắc, mình phủ một lớp bột áo bên dưới, bắt đầu mình sẽ cán các bạn nha. Thì mình sẽ cán cái bột này mỏng ra, rồi mình sẽ cán bơ một lớp mỏng rồi nằm lên trên cái bột này, sau đó mình sẽ gấp lại các bạn nha. Đó, một lần gấp 20 lần, gấp khoảng cỡ 6-7 lần nha các bạn. Nó sẽ thành một cái vỏ lớp bột ngàn lớp các bạn nha. Đây bơ thì mình sẽ để cho nó mềm tí xíu các bạn, để dễ cán thì các bạn bỏ miếng bơ vào bịch cá tít á, rồi mình sẽ dùng cái cán á, mình cán cho nó hình hình chữ nhật các bạn nha, hình vuông thì càng tốt. Sau đó mình sẽ đặt cái miếng bơ này vào bên trong cái lớp bột, mình sẽ gấp lại mình cán các bạn nha. Rồi ok, bắt đầu mình cán bột thôi các bạn ơi. Rồi mình nhớ kiểm tra nha, cái bột nhất quan trọng nhất là nó phải lạnh các bạn nha. Khi mình cán bột xong á, mình kiểm tra cái độ lạnh bột nó cứng chưa thì mình sẽ cán tiếp bạn nha. Nếu không á, nó sẽ chảy cái bơ ra ngoài thì sẽ hư cái bột của mình nha các bạn nha. Các bạn phải lưu ý nha.
cán xong mình coi nếu mà lạnh á, chưa đủ lạnh thì bỏ vào ngăn, ngăn đá cho nó lạnh lại, bắt đầu mình sẽ cán tiếp các bạn nha. Và quan trọng nhất là mỗi lần cán xong mình sẽ rắc cái lớp bột đớp lên các bạn, nó để nó không bị xịt cái bơ các bạn ngoài các bạn nha, tại vì mình cán tay sẽ khó hơn là mình cán máy các bạn. Đó, cứ mỗi lần cán là phải rắc bột lên các bạn nha. Ok, mình cán miếng lập mình lớp bột và đã mỏng rồi, bây giờ mình sẽ cho cái lớp bơ bên trong các bạn nha. Mình gấp lại bốn góc và sau đó mình sẽ mỗi lần gấp là một lần cán đó. Gấp khoảng một lần gấp khoảng cán 3 lần các bạn nha. Mình sẽ làm khoảng 3 lần, vậy là khoảng gấp đỡ 6-7 lần các bạn đó. Mình sẽ ra cái bột ngàn lớp. Các bạn lưu ý mình sẽ cán từ từ nha các bạn, mình cán gấp nó sẽ bị bể cái phần bơ ra ngoài á. Rồi sau một lần cán thì mình sẽ bỏ lạnh và mình sẽ cán tiếp theo các bạn nha. Mình sẽ cán lần thứ hai. Đó, mình làm mỗi lần cán gì là khoảng 2-3 lần vậy đó. Và mà sẽ thành cái bột ngàn lớp các bạn nha. Thì các bạn cán nhiều lần thì sẽ bột sẽ đẹp thôi. Đó, này mình mới thử cán bằng tay thì sẽ khó, mà sẽ khó đẹp hơn là so với mình cán bằng máy. Đó, các bạn thấy không? Đó, mà phải đắp bột lên, nếu không cái lớp bột nó sẽ dễ bị cái phần bơ nó sẽ tràn ra ngoài các bạn. Nó khó nhất là cán bằng máy đó. Bàn tay này nó dễ bị cái bơ nó chạy ra ngoài, phải rắc bột lên thường xuyên. Rồi tiếp tục sẽ cán lần thứ hai các bạn nha. Đó, cứ gấp lại xong rồi cán, cán xong lại gấp tiếp, đó, làm liên tục thì nó sẽ thành 1.000 lớp các bạn. Rồi sau mỗi lần cán xong phải rắc bột lên và mình lại cán tiếp. Đó. Rồi tiếp tục lần thứ ba, rồi mình lại cán tiếp. À, thì các bạn cán nhiều lần sẽ kinh nghiệm và sẽ đẹp hơn các bạn nha. Ok, rồi mình sẽ cán lần cuối và sau đó mình sẽ bỏ lạnh các bạn nha. Rồi, trong khi thời gian chờ nó cái bột nó là lạnh lại thì mình sẽ làm nhân trứng muối các bạn nha.
Và nguyên liệu để làm trứng muối chúng ta sẽ có là ba cái trứng muối bạn nha. Đó, mình tách lên loại sẵn rồi đó. Rồi mình sẽ có bơ là 70 gram bơ các bạn nha. Rồi mình sẽ có bột ngô là 5 gram các bạn nha. Bắp các bạn. Rồi bột sữa là 30 gram các bạn nha. Rồi cái này là đường bột các bạn là 50 gram. Đó, bột một xíu nhuyễn. Và cái này là bột trứng các bạn nha, một cristal constant 20 gram và cùng đó là nước cốt dừa hoặc là nước sữa tươi các bạn là 25 ml. Rồi về cái trứng muối mình sẽ nướng các bạn nha, nướng khoảng nhiệt độ 180 độ, rồi nướng khoảng cỡ 5 đến 7 phút là xong các bạn nha, nướng lâu quá. Thì trứng muối này các bạn có thể ngâm qua cái nước rượu á, mới mới lật quá cho nó khử mùi cũng được, không có nướng được tại vì mình làm nhân á, nên mình nướng lên thì sẽ bớt cái mùi rồi các bạn. Rồi rồi các nguyên liệu đã xong, bây giờ mình sẽ cho vào máy đánh, mình sẽ nhồi cho nó thành một lớp mịn nha các bạn. Đó, mình có máy sẽ tiện hơn, không các bạn có thể dùng muỗng á, mình ép cái trứng muối nó mịn ra mình trộn chung được thôi nha. Nhưng cái máy thì các bạn đánh lẻ hơn, đưa vào cho đánh thật đều. Sau đó mình sẽ đưa vào trong máy tủ lạnh các bạn cho nó đông cái phần nhân lại, khi nào cần nó thì mình lấy ra mình sử dụng thôi. À, đây là cái phần nhân trứng muối để mình đánh đều các bạn, đánh rất là mịn nha, rất là ngon đó. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy cái phần cái phần nhân trứng muối, mình sẽ lấy cái phần cho bánh ra. Rồi mình sẽ cán cái phần lớp vỏ bánh này nó mỏng nha các bạn nha, đó là lớp bột maxi á, bột này nó mỏng ra mà sẽ cắt tạo hình, thì mình sẽ cắt hình tam giác các bạn nha, mình sẽ cắt bỏ hai cái đầu trên dưới, hai đầu bên trái phải thành một hình chữ nhật lớn, và sau đó mình sẽ hình tam giác để mình cuộn cái bánh trứng muối các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng cái dao và đã bọc một lớp lá tiết rồi đó. Đó, mình sẽ cắt hình tam giác. Đó, các bạn hãy dùng thước, bạn có thể ước lượng cho nó cân bằng với nhau là ok các bạn nha. Rồi sau khi xong thì mình sẽ cho cái muối vào trong rồi mình sẽ cuộn lại các bạn nha. Rồi, cái muối đã lòng lại các bạn. Ở đây thì mình sẽ có hai cách cho các bạn. Một, các bạn sẽ nướng cái phần mà nhân trước, một cái phần vỏ trước các bạn. Sau đó mình sẽ bóp cái phần nhân vào bên trong. Đó, thì nó sẽ cái muối sẽ không chảy ra. Đó. Hai, các bạn sẽ nướng chung luôn rồi, nhưng mà nướng chung thì nó sẽ cái muối sẽ dễ chảy ra khỏi cái bánh các bạn, nếu mà bạn cuốn kỹ nha, sẽ dễ chảy ra. Mình có hai phương án cho các bạn xem, nếu bạn nào muốn nhân mình còn nguyên á đều á, thì các bạn nên nướng cái vỏ trước rồi sau đó mình bớt cái nhân vào trong. Còn bạn nào muốn mà nướng chung thì cũng có thể đổ chung cái nhân trong các bạn nha, thì bạn chọn nha. Thì về nướng thì trước khi nướng mình sẽ hai một lớp dầu lên cái khuôn và mình sẽ dùng cái lòng đỏ trứng các bạn. Đó, mình quét lòng đỏ trứng lên cái bánh
Rồi để mình nướng nha. Rồi bây giờ mình sẽ quét cái phần lớp kính lên cái phần giò bánh để mình chuẩn bị nướng các bạn nha. Mình dùng vỏ trứng mình quét ra, thì đối với cái bánh mà trứng muối này á, nó là nên có đường các bạn, nên các bạn chỉ cần quét một lớp mỏng nhẹ thôi. Đó, và mình sẽ thời gian nướng sẽ nhanh hơn là bánh balsamic. Balsamic thì cái lớp vỏ bánh nó không có đường á, nên sẽ không có dễ cháy, còn nếu như bánh này có đường nó sẽ mau cháy các bạn, nên các bạn lưu ý nha, nướng nhiệt độ thấp và thời gian ngắn lại chút xíu đó. Là mình quét lớp trứng mỏng thôi, không quét nhiều các bạn. Rồi sau khi đánh trứng xong thì giờ mình sẽ chuẩn bị nướng các bạn nha. Mình sẽ nướng nhiệt độ khoảng 150 đến 170 độ các bạn nha, tùy theo là nướng các bạn nha, đừng có nóng quá. Và thời gian nướng sẽ là khoảng cỡ 10 15 phút các bạn nha, nhớ kiểm tra cứ 5 phút kiểm tra một lần nha các bạn. Để nhìn nó sợ cháy các bạn nha. Rồi đây nè, quả này cả nhà ơi. Đó, cũng thật ngon nha các bạn nha. Giòn giòn, xốp xốp bên mình, lớp vỏ bên ngoài ngàn lớp các bạn. Có bơ rất là béo thơm. Đó, và cái này là đặc biệt mình dùng bơ và các bạn nha, cũng rất là được nha, ok. Tại vì chi phí rẻ hơn bơ động vật rất nhiều các bạn. Đó, mà ăn rất ngon. Bên trong là lớp trứng muối, thơm, mặn mặn ngọt ngọt, ăn rất ngon các bạn nha. Đó, mình đã chỉ các bạn hai phương án này đó, nếu mình làm muốn trứng muối nó còn nguyên á, còn nước bên trong thì có thể bóp sau khi mình đã nướng một lần trước 5 phút trước á, sau đó mình chỉ nướng lại thêm mấy phút nữa thôi, còn các bạn hãy bóp chung để mình nướng luôn nha. Đó, hai phương án để các bạn chọn. Rồi cả nhà xem nha, cái phần này khó nhất là làm cái lớp bột các bạn ơi, còn làm lúc mình nướng thì rất đơn giản các bạn. Đó, có máy thì rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà dùng tay cũng được các bạn nha. Rồi các bạn chỉ thực hành nhiều lên thì sẽ đẹp thôi, mình cũng mới thử thử một hai lần thôi các bạn ơi. Đó. Rồi, chia sẻ cả nhà một chút kinh nghiệm để làm bánh nha. Rồi hẹn cả nhà ở clip sau, bye bye, hẹn gặp lại.